Thưa quý vị, sau gần 4 tháng với sự đồng hành của các diễn giả, chuyên gia đào tạo là các doanh nhân, nhà quản trị uy tín, 140 học viên đã tốt nghiệp xuất sắc chương trình đào tạo giám đốc điều hành thời 4.0. CEO 4.0 năm 2023 là chương trình đào tạo cao cấp, thường niên do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Năm nay, khóa đào tạo giám đốc điều hành thời 4.0 đã chính thức khai giảng vào ngày 14 tháng 7 năm 2023. Và lễ bế giảng chương trình đào tạo CEO 4.0 năm 2023 đã được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại khách sạn Jack, Thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 21 tháng 10 năm 2023. Với sự tham gia của đông đảo các học viên trong liên khóa cùng các đại biểu là các doanh nhân, doanh nghiệp, các chuyên gia đào tạo, gần 20 đại diện đơn vị tài trợ chương trình. Đặc biệt, chương trình CEO 2023 năm nay được nâng cấp hơn nữa so với chương trình đã khởi tạo format mới của CEO 4.0 liên khóa 2022. Theo đó, nội dung chương trình được thiết kế nâng cao hơn với 15 chuyên đề và 6 talk show chất lượng, tập trung những giá trị cần thiết nhất từ hệ thống thông tin, kiến thức, được truyền đạt bởi các chuyên gia uy tín đầu ngành. Đáng chú ý, các talk show có sự chia sẻ từ các doanh nhân thành công, từ kinh nghiệm của mình, đã mang đến những giải pháp về quản trị, giải quyết ngay những vướng mắc trong điều hành, lãnh đạo tại doanh nghiệp để các học viên được thảo luận, học hỏi một cách thực tế, có thể áp dụng ngay. Khi tham gia lớp học VCCI CEO 2023 lần này, giống như mình giác ngộ được một vấn đề về quản trị kinh doanh, quản trị con người, quản trị tài chính. Nếu tôi được nghe những lời chia sẻ sớm hơn từ các thầy, các cô và các anh chị em, thì chắc chắn tôi đã tránh khỏi những rủi ro như năm vừa rồi. Rút ra một kinh nghiệm đó là chúng ta hãy làm đúng như điều đầu. Đầu vào chính xác, điều ra sẽ thành công. Khi tôi tham gia khóa học CEO 2023 tại VCCI, thì tôi đã được học trong một môi trường rất là chuyên nghiệp và cũng được các giảng viên đã cung cấp cho tôi các kiến thức, kỹ năng để ứng dụng thực tế vào doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Và tôi đã ứng dụng vào quản trị doanh nghiệp của tôi trong thời gian vừa qua để phát triển rất là tốt. Tôi xin cảm ơn VCCI. Sau khi hoàn thành khóa học VCCI CEO 2023, tôi cảm thấy trước tiên mới nhưng tự hào. Đây là một khóa học rất chất lượng, được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh. Chương trình học được thiết kế khoa học và toàn diện, bổ sung cho tôi kiến thức và kỹ năng cần thiết cho một nhà lãnh đạo thực thụ trong thời kỳ 4.0 như chiến lược kinh doanh, quản trị nhân sự, quản trị rủi ro và quản trị tài chính. Nhờ đó, tôi có thể áp dụng vào doanh nghiệp mình, công ty cổ phần Blue Sài Gòn, giúp vận hành doanh nghiệp hiệu quả hơn. Giảng viên khóa học là chuyên gia nhiều kinh nghiệm và uy tín trong kinh doanh, đã truyền đạt kiến thức dễ hiểu và thực tế. Khóa học tạo ra môi trường năng động, hiệu quả giúp mọi người có cơ hội chia sẻ, học hỏi từ nhau. Tôi tin những kiến thức và kỹ năng đã học trong khóa học VCCI CEO 2023 sẽ giúp tôi và bạn phát triển bản thân và doanh nghiệp của mình. Tôi chúc các anh chị và các bạn thành công. Và trong gần 4 tháng đào tạo, các học viên không chỉ kết nối để trở thành những người bạn, khách hàng, đối tác của nhau, chia sẻ, học hỏi các kinh nghiệm của nhau, cùng giao lưu qua các hoạt động thể thao, văn nghệ, thăm hỏi doanh nghiệp, chương trình còn đặc biệt có điểm nhấn thực chiến về trình bày cơ hội gọi vốn đầu tư. Theo đó, 9 dự án tiêu biểu đã được chọn để trình bày tốt nghiệp, gọi vốn dự án trong chương trình. Bên cạnh đó là triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các học viên. Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới. Ta biết rằng những nghị quyết của Bộ Chính trị, của Trung ương là nền tảng các việc xây dựng các quy định pháp luật cũng như là thực thi ở cấp chính phủ cũng như cấp địa phương. Do vậy nên là cái nghị quyết này là một món quà rất to lớn của Tổng Bí thư cũng như là Trung ương Đảng cho giới doanh nhân ta trong tháng 10 rồi. Và một điểm nữa, tôi cũng tin các chị, một trong những nội dung đào tạo của chúng ta đã được đưa vào trong cái nghị quyết 41 này. Không chỉ thì chưa rõ ràng, nghị 41 thì đã có một cái nội dung rất cụ thể, tức là tăng cường cái sự chia sẻ, truyền lửa, truyền cảm hứng, truyền kinh nghiệm của thế hệ doanh nhân trí thức cho các doanh nhân trẻ, doanh nhân tương lai. Một việc mà hai khóa CEO 2022, 2023 chúng ta đã làm và làm tốt. Đặc biệt, tại nghị quyết này, Bộ Chính trị đã khẳng định đội ngũ doanh nhân không chỉ là một đội ngũ quan trọng theo như nghị quyết 09, mà nâng tầm lên đội ngũ doanh nhân là lực lượng quan trọng,
nòng cốt để xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Như vậy, có thể khẳng định, chương trình đào tạo giám đốc điều hành thời 4.0 không chỉ giúp cho các CEO 2023 nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, mà còn mở ra cho doanh nghiệp nhiều cơ hội kinh doanh, học hỏi lẫn nhau trong chính cộng đồng doanh nghiệp.